Nhà nhỏ ra nhà ngủ luôn. Từ ở cái nằm thằng hắn lên tam đè đầu tới chỗ lên. Nhìn thấy chưa? À. Tôi nhổ chưa mở mắt rồi, tôi mốt mở mắt rồi mới đã nắng như giờ là chưa phơi nắng nè, coi nè, không phơi nắng không bắt đầu da nó bị gì, nên phải phơi nắng. Con này hồng luôn, có con này lên kìa, chân nó hồng, con này lớn rồi bớt hồng. Hồi nhỏ nó hồng vậy. Nhìn thấy ghê ha. Đó. Đây là bầy cún hiện tại nha. Cả nhà có cần thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo Facebook trên màn hình đây thôi. Mình sẽ cung cấp cho các nhà những con cún con nha. Đẹp lắm các bạn. Mấy con lập xưởng này mà ngồi cảnh là sao. Hết chê luôn. Quá đã luôn các bạn. Lâu nhìn bông lục bình cũng thấy đẹp nữa. Đã nghe không? Mấy này ốc không có đẻ thêm trứng mới. Về đây mà cá cóc không biết ở đâu. Quá trời cá cóc. Cái này chỉ là cá nhái thôi. Mấy con nhái. Trời ơi coi nè. Không. Mập u nu, hai con mập u nu, nó bự hơn ta ra, nó nhìn ra cái gì không biết, trời ơi, con có một con nhỏ, nó bắt cặp, dí lộn xộn trời. Con này chạy đâu chạy thật đó. Ê cái bông của tôi. Nhìn gần đi cắn cái bông. Thêm con này nữa. Chiều thư giãn với đàn cún này. Cho nó ra nó vận động tán cát rồi nè.
đi vệ sinh. Rồi phải xem đây có thằng con nào mà tháo nước không. Nè thả quá trời luôn. Mười mấy con, giỡn. Giỡn. U nụ nè. Hai con. Hai mấy nữa nó giỡn nè. Té mưa này cơ, cháu cơ. Chị đâu? Cô Lữ. Nay không có đeo cặp não rồi nè. Nè cô Lữ. Rồi vô nha. Tiếp tục chuyên mục phơi nắng. Phơi nắng mấy em. Đó. Một con một tuần tuổi, con hai tuần tuổi mà muốn bằng nhau. Đó. Phơi nắng và cho nó mau cứng này cả nhà. Đẹp không? Bò sữa nè, trời bò sữa nhiều lắm nè. Cái nhà chọn một con về nuôi tuyển lập xưởng bò sữa. Hay lon lon trắng. Lon trắng sô cô la hay là lon trắng bạc xỉu đầy đủ nha cả nhà. Bạc xỉu luôn á. Lon trắng xám. Nắng quá. La. Hai bầy, bầy bốn con. Mà một tuần tuổi với hai tuần tuổi mà nó muốn bằng nhau rồi. Nhưng mà mai mốt á, cái con hai tuần tuổi nó biết ăn rồi, bắt đầu nó sẽ lớn nhanh hơn rồi cả nhà.